Thánh Ngọc mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phụ nữ trên 30 mà vẫn độc thân thì sẽ có hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một là họ chấp nhận chủ nghĩa độc thân và không xác định một mối quan hệ lâu dài. Và trạng thái thứ hai đó là họ khao khát có một người đàn ông có thể chia sẻ và đồng hành cùng họ trong quãng đường còn lại của cuộc đời. Vậy thì khi nào bạn nhận ra là người phụ nữ độc thân đang ở trạng thái thứ hai, tức là họ đang rất muốn có một người đàn ông, tìm một người tri kỷ với mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gợi ý mà phụ nữ độc thân trên 30 tuổi đưa ra cho đàn ông các bạn nhé. Thứ nhất, đó là cô ấy thường chủ động nhắn tin trò chuyện với bạn vào đêm khuya. Phụ nữ độc thân tuổi 30, họ có một cái khao khát khép kín và họ thường cảm thấy cô đơn về đêm. Và cái bản chất nhạy cảm của cô ấy lúc này là cần một người để tâm sự, cần một người để giải bày nỗi cô đơn đó. Khi cô gái kết nối được với người đàn ông và người đàn ông đáp lại, tức là nếu được người đàn ông nhiệt tình thì cô ấy sẽ càng chủ động và mạnh dạn hơn. Cô ấy càng muốn được nói chuyện nhiều hơn với bạn. Khi một người phụ nữ độc thân tuổi 30 chủ động trò chuyện với bạn vào đêm khuya và trò chuyện về một số chủ đề rất riêng tư hoặc liên quan đến tình yêu cuộc sống thì điều đó có nghĩa là người phụ nữ đang rất quan tâm đến bạn và có khả năng cô ấy muốn bạn là người đàn ông tri kỷ của cô ấy, các bạn ạ. Đặc biệt đối với đàn ông, khi mà các bạn nhận thấy người phụ nữ có những dấu hiệu này thì đừng đùa giỡn với cô ấy nếu bạn thực sự quan tâm và cũng quý mến họ. Đối với phụ nữ độc thân mà trên tuổi 30 thì họ dễ tổn thương hơn cả những cô gái còn trẻ tuổi. Bởi vì ở cái độ tuổi này họ không còn muốn phiêu lưu, không còn muốn mạo hiểm mà họ cần sự an toàn nhiều hơn là những mối quan hệ không có đầu có cuối, các bạn nhé. Cái gợi ý thứ hai đó là họ chủ động mời bạn đến nhà. Phụ nữ rất ít chủ động mời đàn ông đến nhà, dù phụ nữ lớn tuổi hay ít tuổi. Trừ phi là họ có tình cảm đặc biệt hoặc có ý gì đó với người đàn ông. Đối với phụ nữ độc thân tuổi trên 30 cũng vậy, họ sẽ không bao giờ mời người đàn ông tới nhà nếu như họ không có điều gì để nói với người đàn ông đó. Nhà riêng hoặc phòng riêng của phụ nữ độc thân là một không gian riêng tư, khép kín và nó có khả năng làm tăng sự gần gũi giữa phụ nữ và đàn ông. Khi một người phụ nữ độc thân đưa ra lời mời bạn về nhà cô ấy chơi hoặc là để dùng bữa, nó cho thấy mức độ quan tâm của cô ấy đối với bạn là rất lớn. Nếu nơi đó là nơi mà cô ấy sống một mình thì có nghĩa là cô ấy muốn được trò chuyện riêng tư giữa hai người và cho bạn biết về cuộc sống của cô ấy. Mặc dù một mình nhưng sắp xếp vẫn rất là gọn gàng, sạch sẽ. Và qua không gian như thế, cô ấy muốn cho người đàn ông thấy cô ấy là một người phụ nữ như thế nào. Còn trong trường hợp cô ấy sống với người thân thì mục đích của cô gái độc thân đó cũng rất rõ ràng. Cô ấy muốn giới thiệu với người thân của cô ấy về bạn hoặc là để bạn biết cô ấy có một gia đình như thế nào. Khi phụ nữ trên 30 tuổi mà vẫn độc thân thì cái áp lực nội tại trong họ là rất lớn, các bạn ạ. Không chỉ áp lực từ phía gia đình mà chính trong nội tâm họ cũng có những áp lực vô hình của riêng mình. Và vì thế mà khi người đàn ông quan tâm tới cô gái còn độc thân, cô ấy nhiều tuổi, thì chỉ cần bạn làm cho cô ấy không còn áp lực thì cô ấy sẽ thuộc về bạn. Hay nói cách khác là bạn nên tạo cho cô ấy một sự tin tưởng và an toàn. Khi được sống trong cảm giác an toàn của một người đàn ông mang đến cho mình, phụ nữ độc thân trên 30 tuổi, thì dành tất cả cho người đàn ông ấy. Các bạn cứ thử xem nhé. Dấu hiệu thứ ba đó là phụ nữ độc thân chủ động làm quen với bạn. Bế tắc
khó thoát ra khỏi cảm giác và trạng thái của sự độc thân là những tình cảnh cơ bản của phụ nữ tuổi trên 30. Vậy vì sao họ lại chủ động làm quen với một người đàn ông? Đó chính là vì họ rất thích người đàn ông đó. Chỉ khi họ thật sự thích, họ không cưỡng lại được sức hút của người đàn ông, thì họ mới chủ động làm quen. Việc một người phụ nữ độc thân chủ động làm quen với đàn ông cho thấy là cô ấy đã chủ động thoát ra được sự bế tắc, đúng không ạ? Khi được đáp lại trong hoàn cảnh này, phụ nữ độc thân sẽ cực kỳ thích thú và họ gần như là đặt vào người đàn ông đó một hy vọng rất lớn. Ngược lại, nếu không đạt được điều họ muốn, tức là sự quan tâm của người đàn ông, thì phụ nữ độc thân mất đi hoàn toàn sự tự tin của họ và họ sẽ lại rơi vào sự bế tắc. Như vậy, một người phụ nữ độc thân mà đã chủ động liên hệ để làm quen với một người đàn ông thì gần như là họ đang đánh cược với chính bản thân mình. Họ đặt hy vọng, một là sẽ thành công, hai là sẽ thảm hại, đúng không ạ? Và một lần nữa, mình muốn nói, nếu đàn ông không có hứng thú với phụ nữ độc thân trên tuổi 30 hoặc đơn giản là cảm thấy không phù hợp với cô ấy thì nên từ chối một cách tế nhị và tinh tế. Bởi hơn lúc nào, những người phụ nữ cần được cái sự động viên để thoát khỏi cảm giác bế tắc các bạn nhé. Cuối cùng, gợi ý thứ tư của một phụ nữ độc thân trên tuổi 30 khi họ có tình ý với một người đàn ông, đó là họ thường chủ động chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với người đàn ông đó. Khi người phụ nữ độc thân mà chúc người đàn ông ngủ ngon hoặc chào buổi sáng thì chứng minh một điều rằng là hình ảnh của người đàn ông đó luôn tồn tại trong tâm trí của người phụ nữ. Tối trước khi ngủ, họ nghĩ tới người đàn ông và sáng mở mắt ra, họ cũng nghĩ tới người đàn ông. Rõ ràng, người đàn ông đã chiếm một cái vị trí rất quan trọng đối với người phụ nữ này. Phụ nữ độc thân trên tuổi 30, họ không giống với những người phụ nữ trẻ hơn. Họ không giống với những người phụ nữ cùng độ tuổi nhưng đã có gia đình. Cái khoảng trống trong người phụ nữ này là rất lớn. Ví dụ, với một người phụ nữ cùng độ tuổi nhưng đã có gia đình thì họ có rất ít khoảng trống. Họ có chồng, họ có con, có rất nhiều thứ để lo lắng, để quan tâm. Nhưng đối với người phụ nữ độc thân trên tuổi 30 thì cái quan tâm và cái khoảng trống lớn nhất đó chính là một người đàn ông. Và khi họ đã có tình ý với một người đàn ông nào đó thì sáng, trưa, chiều, tối họ đều nhớ tới người đàn ông đó. Và người ta cho rằng phụ nữ độc thân tuổi 30 không chỉ có khao khát tình yêu, khao khát sự chia sẻ mà họ còn có khao khát thỏa mãn về thể xác. Chúng ta đều biết rằng ở phụ nữ sau tuổi 30 có nhu cầu tình ái mạnh mẽ nhất. Nhưng họ lại không có điều kiện để thỏa mãn nó giống như những người phụ nữ đã có người đàn ông của mình. Do đó, khi một người phụ nữ độc thân mà chủ động nhắn tin chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon vào buổi tối với một người đàn ông thì tức là người đàn ông đó đang nằm trong khoảng trống vô bờ của người phụ nữ các bạn nhé. Các bạn thân mến, một vài những cái gợi ý và dấu hiệu nhỏ của phụ nữ độc thân sau tuổi 30 mà mình vừa chia sẻ có thể giúp bạn đoán biết được tâm lý và tình cảm của một người phụ nữ ở lứa tuổi này đối với bạn. Đàn ông thì cũng nên lưu ý rằng phụ nữ độc thân tuổi càng cao thì càng mong manh và càng dễ tổn thương. Nên nếu bạn yêu họ thì hãy yêu chân thành các bạn nhé. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.